thì mình sẽ đập hộp Shopee, săn sale Shopee tìm 88. Và mình đã mua tổng cộng là 23 đơn. Hiện tại thì đã nhận đủ 20 đơn rồi, còn thiếu 3 đơn nữa. Nên mình sẽ bóc luôn. Mình mua 34.500 đồng với ship. Cái này kiểu tai nghe, mà dùng tai nghe kiểu của lắp tròn ấy, thì mình cắm vào đây. Rồi mình cắm cái đầu Samsung. Đấy, đây là tai nghe này, một cái này. Còn đây là cái hộp lấy váy tai và hộp chia thuốc. Hai cái này mình mua hết 11.000 cả ship. Đây là cái hộp chia thuốc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ngăn. Cái này thì 6.500. Còn cái lấy giấy tay và cái đèn phát sáng này là bao nhiêu nghìn? 3.000. Cái này là khăn mặt, hôm trước mình bóc rồi, 4.500 một cái. Cả tiền ship và mã giảm giá thì chỉ còn có 6.000 thôi. Đây, 2 cái. Rất là mềm luôn. 6.000 tính ra có 3.000 một cái, mà to. Mà chất thì cũng khá là mềm. Đây có cái lót. Nó sẽ như này. Tiếp theo sẽ là cái này. Cái này là hạt dinh dưỡng mix mình mua để ăn kiêng. 5 lạng 103.000 cả ship. Ôi trời ơi, này thì nát bánh rồi. Mình có đặt thêm 2 cái bánh hot hit này và một cái bánh trứng chảy, đây này nát hết rồi, và một cái túi hạt với cả quả mít nửa cân, túi này 90.000 sao. Cái này cũng là cái áo, cái này hôm trước mình bóc ra xem thử rồi. Cái áo này thì 49.000, cả ship là 50.500 đồng. Áo này mình mặc thử rồi, nhìn nó cũng đẹp. Cái này màu xanh lá cây, ở trong này nó hơi tối, nó có cúc này. Cái màu trong này nhìn nó có kiểu gì, chiều ngoài nó xanh lá cây mà. Cái thớt hôm trước mình bóc ra xem thử rồi. Cái thớt này 25.000, cả ship là vào 25.7 nghìn. Cái này giống như là hàng tặng của Mavi, nhưng mà ở đây nó ghi là cái này, nó ghi là thớt của cái Đức Thành ấy. Cái thớt, cái hãng thớt gỗ này cũng kiểu nổi tiếng mà đúng không? Đây này, thớt gỗ Đức Thành như này. Nhưng giống như là nó là hàng tặng Mavi ấy. Cái này có 25.000 thôi, rẻ không? Rẻ hôm trước thì bao nhiêu ấy. Tiếp theo là, đây là bông tai. Mười mấy nghìn ấy. Này mình đặt ở bên Trung Quốc. Đây, hai đôi bông tai. Hai đôi này là mười mấy nghìn cả ship, tính ra là mấy nghìn đôi. Còn đây là cái khăn trải bàn. Khăn trải bàn này hình như là 19.000 hay sao ấy. Đúng rồi, 19.000. Mình tư ở đây. Khăn trải bàn 90 x 127 cm, đen trắng. Cái này dùng để chụp ảnh đồ ăn. Đây là toner. Cái này 226.000, mình mua có cả mã giảm giá, cả ship thì còn 202.000 thôi. Cái này trước mình đi vào trong Yêu Mà Đông mua dùng một lần rồi, thế là thấy cũng được. Đây là hộp thứ hai. Mình thấy shop này kiểu mọi người đánh giá cũng ấy, thế là mình mua và chẳng biết là nó có đúng không. Đây này, cái này này. Tiếp theo là cái này để ăn kiêng. Hộp toàn là đồ ăn kiêng, trong này toàn đồ ăn heo thịt thôi. Một mì rồi, cắt kiểu luôn ấy. Hôm trước mình bóc ra để lấy một cái gói đường ra để mình pha cà phê rồi. Đây là nó. Đấy. Cái thùng này là hết. Tất cả là 200 mấy. Cái này cái bột lăn bánh này, bột lăn, cái cây bột lăn bánh này 16.000. Nhưng mà sau khi mua xong rồi thì mình mới nhớ ra là có thể dùng cái chai thủy tinh để lăn bột. Nên là nếu mà ai chưa mua thì chắc là không cần mua đâu. Đây là bột cacao 100g, mấy nghìn ấy. Đây là bột mì nguyên cám 500g. Bột rau cau. Cơm nưa. Đây là dành cho những ai ăn tế tô ấy. Mình chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên mình mua, mình ăn thử xem có ngon. Cái này là bột nở để làm bánh bao. Còn đây là bánh tráng ngũ sắc. Ngũ sắc là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 màu.
tường dành cho người ăn kiêng bị tiểu đường hoặc là keto. 50 gói, cái này mua lẻ thì sẽ là 1.000 một gói. Cái này là bột bột gạo lứt, nửa cân bột gạo lứt. Cái này là bánh đúc gạo lứt heo thịt. Hoặc là bánh gì đây. Cái cuối cùng là đây là cái khuôn silicone để nướng bánh. Đây. Mua 6 cái, 2 4 6. Ok. Ui.
đổ vào cái hộp này, nhưng mà kiểu nó bị nhiều quả ít hạt ấy, kiểu nhiều nho chuối ngọt mà ít hạt lắm. Hạt thì có óc chó, hạt nhân với cả hạt bí thôi, nhưng mà ít lắm, chủ yếu là nho với chuối là nhiều. Được, kêu đây là cái này đây.